chào tất cả các bạn đang xem kênh Thầy Hiếu Vlog. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app sống ảo, một cái app biên tập phim, edit video quá tuyệt vời. Vâng, đó chính là app Vita. Để sử dụng được app này thì các bạn có thể vào CH Play trên những chiếc điện thoại Android hoặc là vào App Store của điện thoại iPhone và chúng ta gõ tìm kiếm cụm từ Vita. Và biểu tượng của app này cũng là biểu tượng mà tôi vừa cho lên màn hình. Sau khi tải xong rồi thì chúng ta hãy cùng nhau đi quay một vài đoạn video và chụp vài tấm ảnh để chúng ta cùng thực hiện trên cái app này, xem thử nó đã diệu kỳ như thế nào.